Anh chị anh thì nói cái này nè, em coi á, tức là anh Dũng nói chị Hằng, em coi á, gia đình thì yên, hay bất cứ người nào mà quan hệ thì yên, mà nghèo khổ học trò cứ giúp đỡ hết đi. Đây là cái sự ghi nhận thật sự trước đám đông có anh em báo chí hôm nay cũng khá đông. Tôi thành thật tôi ghi nhận cái tấm lòng, tôi quá mừng vui. Vậy thì khi mà bước vào xây trung tâm thì học trò của tôi nó nói sao năm nay con bệnh quá, mà bệnh nhân thì càng lúc càng đông, bởi vì cái danh tiếng của anh Dũng rồi đến chỗ Đại Nam chữa bệnh nó tăng thêm cái lượng bệnh nhân, nó chịu không nổi. Xét thấy anh Dũng mà xây hàng vài chục tỷ, hàng trăm tỷ một cơ sở đó, tất nhiên là cơ sở đó phải có đủ trường trạm bệnh viện của một khu dân cư, không có tôi thì cũng có người khác thôi, chứ không phải tôi là cái gì mà phải đứng ở đó. Vậy thì tôi mừng quá. Thì tới một ngày xét thấy anh em làm nhiệm không nổi, vì ở Hà Tĩnh năm xưa cái đội hình chính mà dám làm giùm đó thì cũng chỉ có 1 tháng 10 ngày thôi, vì nếu làm thêm nữa là chết sớm, vì bấm không kịp nghỉ, buông tay ra là người ta khóc, người ta năn nỉ, ai cũng biết cái này rồi. Cho nên chúng tôi thấy không đảm nhiệm được là tại lãng phí cái tiền của anh chị. Tôi mới trình với anh Dũng qua tin nhắn, rồi qua điện thoại, rồi gặp trực tiếp, không biết có làm nổi hay không, nói xa xa gần gần. Tới khi một ngày đó tại Hương An Tự, chúng tôi nói rằng chắc đảm nhiệm không nổi. Thì trước đó mấy hôm tôi có nói anh Dũng là chắc có lẽ tôi sẽ xin gửi lại hết những gì anh tặng cho tôi á. Có nhắn tin mà không biết lúc nào, có trí nhớ, có quên, có nhớ đi ha. Cứ để cho anh nói hết, anh Dũng cứ để có, cho anh nói hết. Có khi có quên, có nhớ, vậy ha. Thì thôi, coi như xí xó đi. Có quên, có nhớ là tôi có đề nghị là trả lại, anh mua cho tôi một chiếc xe nữa chứ. Anh mua chiếc xe luôn á, sự tử tế vậy đó, cho nên là tôi cũng trả luôn. Xe gì của công ty phải không, đưa tôi đi mà tôi không biết lái. Rồi thì tôi cũng gửi lại luôn. Dạ. Rồi thôi, nói chung anh em mình cũng không phải nói để đôi chối hơn thua gì đâu. Đối với anh là như ông chủ lớn, tôi giống như cái hạt cát trong sa mạc với anh chị thôi, có đáng gì đâu. Thì một thầy thuốc quèn có gì đâu. Thì tôi nói tôi mừng vui nhất là khi được anh chị giúp đỡ. Tôi hy vọng rằng tôi sớm hoàn thành cái bổn nguyện của mình là được 10 phòng thuốc năm phước thiện. Đây tôi hạnh phúc, tôi hân hoan. Cho nên anh chị chuyển vô, tiễn cho tôi, chị chuyển tôi. Thì nói chung nội dung thì nó rõ ràng, lát nữa thì mình chúng ta có thể coi chích luật ngân hàng để mà cùng làm rõ vấn đề ai thiếu ai đủ làm sao, rồi cái thiệt thòi làm sao để mà hoàn lại cho nó đúng. Thì cái này tôi xin đề nghị là chút xíu nữa có anh em nó, cũng mấy em tôi nó sẽ có cái trợ giúp cho tôi cái đó để rõ con số. Vậy thì bữa nay không trình cái đó đúng không chị Hằng? Bữa nay không có nói tới con số này đúng không? Xin lỗi, ban trị sự có thể nói là chị Hằng có thể để cho anh Yên phát biểu hết. Thì nãy đã tôn trọng chị phát biểu rồi, bây giờ chị cứ để cho anh Yên nói hết nha. Thì nói tôn trọng, bây giờ tôi nghĩ chị nói, anh nói tôi thì cũng vậy thôi. Thì nó ngoài cái luật thế gian, nó còn luật nhân quả. Nếu anh chị mà hay mọi người mà cảm thấy mà nói gì đó mà sát mặt hay ai hay là gì đó mà vui thì cứ nói, chứ tôi biết sao giờ. Tôi cứ nó bình thường thôi. Giờ anh gì, khi mà bước vào cái công việc chuyển khoản qua lại với nhau thì đoạn đó cũng là cái đoạn điểm rơi. Điểm rơi là xin không có dám đảm nhiệm trung tâm. Thì tôi cũng có gửi cái chích lục ngân hàng, tôi thấy số tiền nó cũng khá rồi, vài chục tỷ rồi. Nhưng mà tôi cũng có chuyển lại cho chị, cũng cả cái nhà nãy quý vị thấy ký đó. Trước đó tôi có viết cái giấy giao, nhưng mà hôm nay tôi ký công chứng luôn rồi đó. Cái nhà với chuyển mấy chục tỷ tiền mặt, 20 tỷ tiền mặt, có 20 tỷ. Chị cứ để cho anh nói hết. Thôi mà chị cứ có chị tôn trọng một tí trong cuộc họp hồi nãy đã nghe chị rồi, thì chị cứ im để cho anh nói hết. Thì tôi nói từ trong tài khoản đi chứ nói sao giờ, nói ngoài tôi biết bao nhiêu giờ. Rồi bây giờ chuyển qua chuyển lại thì tôi cũng còn âm. Thì cái âm đó tôi mới nói giờ sao đây, tôi cũng lo buồn. Thì tôi có đưa chị thì chị đọc, chị nói xét thấy cái tình hình
cái việc mà trích luật ngân hàng này là hợp lý, tôi tặng cho ông Võ Hồng Yên làm từ thiện. Thì ở đây nó có cái chứng từ của chị đang viết ở đây và trích luật ngân hàng. Thì từ đó tôi mới yên tâm anh Dũng. Rồi sau đó anh Dũng đặt vấn đề tiến hành vô cái đầu tháng 4 thì mới động thổ cả Hưng An Tự. Thì tôi có nói tôi không dám nhận tiền nữa rồi, thôi anh trao thì phá, tôi đi anh thương giáo hội ấy, anh thương bá tánh tu học tỉnh thuốc gì đó, thì anh xây anh trao chìa khóa đi. Thì từ đó tôi không có dám nói tới cái tiền bạc, mà tôi chưa có một lần nào mà hãy đặt vấn đề xin tiền. Có mặt anh chị, tôi chưa đặt vấn đề nào đặt xin tiền hay mượn tiền hay vay tiền. Tôi làm sao dám xin, lấy tư cách gì xin? Rồi tôi cũng không có mượn làm gì đó. Mặc dù đối với tôi thì tiền bạc nó không có gì là so với một ông chủ lớn như anh chị, nhưng mà với cái tư cách của một người không phải muốn nào cũng xin, cũng mượn, cũng cho. Vì vậy cho nên tôi thấy tất cả những gì anh chị chuyển cho tôi là tôi nghĩ đó là tình thương, đó là Bồ Tát đưa anh chị tới với cái lòng Bồ Tát thực hiện cái công tác phước thiện của anh chị vì bá tánh. Tôi mừng vui vô hạn, tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi rất tiếc nếu như cái giai đoạn qua mà nó có cái mâu thuẫn như vậy. Thì ở chỗ có một ý nữa là chỉ nói chuyển cho người thân, thì tất cả người thân đó cũng là đăng ký cái nền đất. Sau khi đăng ký nền đất rồi thì chị thu hồi lại, chị có ý tốt, chị bảo tôi số tiền mà tôi chuyển cho ông á, tức là cái số tiền mà có xác nhận của chị cho làm từ thiện đó, ông phải có trách nhiệm trả lại cho mấy đứa, mỗi đứa 500 quận tỷ. Tôi cũng đảm nhiệm luôn, tôi chuyển cho ai, tôi chụp hình tôi gửi lại cho cô trên thư ký luôn đó. Thì tôi có chuyển, thì theo ý của chị đâu thì tôi chuyển đó. Không, anh nói đây có hóa đơn chứng từ chứ không phải nói rồi mà mình chối cãi cãi đâu. Vậy thì chị nói rằng chị không phải là người đòi lại không, chị bắt tôi phải trả số tiền đó. Tôi cũng không biết sao, tôi cũng đính thinh. Nhưng cái ngày đó, để tôi kể quý vị nghe, thay vì chồng cọc chồng thêm nữa mới được lấy đất, nhưng anh chị vui trước mặt của lãnh đạo, bữa đó lãnh đạo xã Gia An cũng ngồi đó để xin mấy hai con đường qua cầu nối của tôi. Thì chị cũng vui quá, chị cho luôn mấy đứa em, chị cho luôn mà ngay lúc bệnh nhân cũng đông, quay live stream trực tiếp. Thì cũng có xin lại đoạn phim đó, anh em nó cũng cho lại đoạn phim đó. Tôi còn thấy mắc cười, tôi nói gỡ mà giờ bữa nay nó cũng có thiệt. Tôi nói chà, bữa nay thì học trò tôi nó xá nó lại luôn á, mai mốt có ai đòi lại cũng lại nha. Tôi nói chơi vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải gửi lại, bởi vì xét thấy của Hồng Kông thì nhận nó cũng không phải, và tôi đã gửi lại cho học trò của tôi, nó gửi lại hết. Như vậy thì tất cả quý vị nghe nãy giờ đó, cái chữ tập đoàn kia, tập đoàn là sao? Là những người mà nói được hy vọng mua giảm 30-40% mới đăng ký vô đó, thì kêu tôi là cái tập đoàn thì tổ cho anh em. Còn ví dụ như cái quyền của một công dân, quyền cho, quyền tặng, quyền bán, quyền cúng dường, đó là luật. Như vậy thì chị chuyển cho người này, chị chuyển cho người kia, chị cái tình thương, lúc đó cái cảm xúc của chị là chị thương, rồi chị cho. Rồi sau đó chị nói hệ mối quan hệ gần tôi là chị cộng vô 200. Nhưng trên thực tế của tôi nó không có 200, thì chút xíu nữa chắc cũng mời anh Chuẩn đọc sơ lần đi.